Thưa quý vị, phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư diễn ra vào sáng nay ngày 11 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn xung kích tiên phong trong thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển các mô hình kinh tế mới, ngành nghề mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo với tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên, góp phần thúc đẩy chuyển đổi nền kinh tế, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, sau khi phân tích bối cảnh, tình hình và chức trách, nhiệm vụ mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng và ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê nói chung bám sát các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cụ thể hóa để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2024 với chủ đề kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững với tinh thần năm quyết tâm. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải luôn đi đầu trong chuyển đổi số, tạo động lực mạnh mẽ phát triển các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, góp phần tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, trở thành công cụ quan trọng trong xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập ngày càng sâu rộng. Một là phải đẩy mạnh cái nghiên cứu chiến lược và tham mưu chiến lược để làm tốt hơn nữa cái nhiệm vụ là kiến tạo sự cho phát triển và đẩy mạnh cái đổi mới sáng tạo. Cái thứ hai là phải nắm chắc, bám sát cái tình hình thực tế trong và ngoài nước để trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đồng chí chủ động, tích cực đề xuất cái cơ chế chính sách cho nó phù hợp theo thẩm quyền. Còn vượt thẩm quyền thì lại phải báo cáo các cấp thẩm quyền để chúng ta kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc và chúng ta vượt qua cái thách thức để thúc đẩy cái sự phát triển của nền kinh tế đất nước nó nhanh, nó bền vững, nó bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhiệm vụ thứ ba là phải tổ chức thực hiện nghiêm túc cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, rồi cái sự điều hành quản lý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đề cao cái trách nhiệm cá nhân với một cái tinh thần là chủ động sáng tạo, tự lực tự cường để hoàn thành cái nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó cho ngành chúng ta, cho bộ chúng ta. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu bộ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành kế hoạch và điều phối kinh tế vĩ mô, chủ động xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024 và thời gian tới, tích cực xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả ba đột phá chiến lược, nhất là đột phá về đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu có 50-100.000 nhân lực chất lượng cao cho ngành sản xuất chip bán dẫn, sớm tăng thêm 50-100.000 nhân lực chất lượng cao nói chung cho phát triển kinh tế, xã hội, phối hợp với các bộ, ngành địa phương, tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nghiên cứu, tham mưu triển khai các mô hình kinh tế mới, thí điểm, thử nghiệm một số mô hình kinh doanh, sản phẩm dịch vụ mới để tạo điều kiện phát triển đột phá một số ngành nghề, lĩnh vực mới nổi như sản xuất chip bán dẫn, hydrogen và tiềm năng lớn như du lịch, dịch vụ, vận tải, logistics,